Loan là có. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Hiền Tiên Vlog nha. Thì chị Loan á, thì hôm nay chị xuống thì cũng có một cái tấm lòng rất là cao quý luôn cả nhà. Đó, thì chị luôn hỗ trợ những cái cô chú gần xa khi mà đến đây viếng cả nhà. Thì chị cũng có mang chị cắt hoa phụ cho cô chú khi mà mang đến đây đó, cũng như là bánh rồi đó, rất là quý luôn nha cả nhà. Đó, chị luôn là người mà tất cả tụi YouTuber, anh em YouTuber rất là và quý luôn đó, mỗi khi chị đến đó cả nhà. Chị y như là người nhà của cậu Năm Vũ Linh vậy đó. Đó, chị tiếp đón rất là niềm nở những cái cô chú gần xa khi mà đến đây đó. Chị phụ cô chú cắt hoa, chân hoa cũng như là cái cây đồ đó, rất là thương lắm cả nhà. Chị như mà chị có lên ngày thứ bảy thôi nha cả nhà. Đó, chị chạy lăn xăng nè. Ừ. Chú Tiểu thì chị La cũng làm mà đi chơi. Toàn là chị làm không? Không, đâu phải ở gần rồi miễn phí đâu. Mình chứ đường cái là mình đi gần thôi. À, đường cái là gần thôi ha. Đúng rồi. Không được miễn phí, em phải tranh thủ. Làm nhưng mà rất là vui nha cả nhà. Tôi cười. Đó, thì chị hạnh phúc nhất là khi mà lên đây được hỗ trợ những con chú khi mà đến đây. Chạy cái đó cái bịch hả chị? Hả? Đó cái bịch hả, cái bịch bên đi à? Bánh bỏ. Ờ, tại em sợ là chút nữa sợ tụi cái bịch kia là chị đem về để nó không có bị không có bị không ý là em sợ đó, em sợ trời mưa. Anh Mỹ Tiền Giang, anh Mỹ Sóc Trăng, anh Mỹ Mỹ Định. Giờ này chị lo rút kinh nghiệm ha, đi xuống đây em mang heo đôi dép. Hoa dọn dẹp cả nhà, rất là dễ thương luôn. Nãy giờ đi kiếm chị hai phải không? Mai chị khỏe chị lên tiếp hả? Mai chị khỏe chị lên tiếp hả? Mai khỏe thì lên buổi sáng. Dạ. Nha, mà cắm cái đùi quá. Cắm cái rồi ra, ta cắm chùm nãy cái cô kia. Phật lửa. Cắm chùm dạ. Phật lửa. Nãy cô kia cô cắm chùm cũng phật lửa luôn á, nhưng mà làm xà. Ok, naka, naka. Chỉ có bác nâng ngó. Bác sĩ kia rơi, chị em ơi, chị kết thúc nô. Ok, em sẽ hiện nơi đây. Ấy chị nói là rồi có mấy này bốc lửa đó hả? Có lẽ vậy là no rồi đó. Ăn ít mà uống nước nhiều chị ha. Thì đây thì những anh em cũng rất là vui nha cả nhà. Ngày tới đây phụ
cho cậu đó, cũng như là quay hình cho cô chú anh chị gần xa để nắm được tình hình mộ của cậu Năm Dũng Linh đó. Đó, giờ thì chị đang rút nhang bớt cả nhà. Dạ. Cô ở đâu dặn chị? Ở dưới Sài Gòn hả? Dạ, ở quận 12. Dạ, cô Hanh. Dạ. Đây là chị hấp giùm. Cúc gì chị? Công ty. Cúc công ty hả? Công ty mắt. Dạ. Có mà giống như cúc này nè, mà cắn là cúc thường. Dạ. Này là cúc công ty, rất là đẹp. À, chị cũng am hiểu nhiều loại hoa. Cái hoa này là mắc tiền nè chị. Hoa đẹp. Nó cúc mẫu đơn. Hoa này cũng đẹp. Hoa thiệt đó cô. Hoa thiệt. Hoa đó cũng thiệt đó, cứ cầu. Ý nó bị đụng cánh, hay đụng ra đụng lại nó bị dạ. Ly á, không có nước cái giữa cục lắm. Lại dạ. Giả đem tới là cục ở nhà chung đó tôi coi lại. Dạ. Ở nhà tôi đó ngay. Dạ. Nhĩ nó chưa nở thì giống như cái nhựa bông ly mà dính cái tay mình rửa không ra luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, cái nhựa bông ly á là dính nó nở ra đó là nó sẽ tàn, nó dính vô tay thì nó bị bông bị tê. Nở ra cần ở ngày hay ngày cái mình dắt nó bỏ đi. Dạ. Cái nhựa bông ly là cái này nè. Khi mà nó nở như vậy thì nó chưa có tàn thì bóp vô nó không dính tay. Còn nó nở 2-3 ngày rồi là nó sẽ nở nó bung. Nó chưa có già, nó chưa có tàn thì nó không có bị hết. Còn nó xấu một cái nó dính tay không ra đâu. Dạ. Dính tay dính vô người máu đâu nè. Con mình cũng có Tết cũng về luôn. Chị cũng rất là am hiểu về các loại hoa cũng như là làm sao để bảo quản hoa được lâu hơn nha cả nhà. Chị khi mà chị cắm hoa cũng rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nãy nghe nó nói tức. Tức đúng không? Tức. Nó tôi dậy. Thơm không cô? Bông ly á, nhiều khi nó nở rồi cái mình nó bông nó còn tốt, cái mình cầm nó sẽ lung lơ, nó rớt nhiều xuống chưa? Dạ. Đi lại đây là vui lắm rồi đó. Dạ. Cứ đi vòng vòng hộ cậu tới chiều đi cô. Thì mấy cô chú đến đây rất là đông nha cả nhà. Đây chị này mới tới nè. Hôm qua chị đó từ sáng giờ. Ủa chị, em thắc mắc là hồi trẻ chị làm gì ha? Chị có đi hát. Thiệt mà. Em tại em ít khi nào hỏi chị lắm. Chị có làm gì đâu. Hỏi thiêu á. Hỏi thiêu hả chị? Xem nghe nói cái gì mà chị làm cái cái gì? Nhiều nghề. Múa nữa phải không chị? Dạ. Đó là chị múa gì nè? Khiêu phủ. Khiêu phủ. Chị múa nó lâu không chị? Mấy năm rồi. Wow. À, người ta nói chị là bạn của ca sĩ Giang Minh Long. Có mà. Chắc chắn là có không ạ? Dạ. Chị ngại. Chị gái rất là dễ thương nha các bạn. Chị lên đây là đồ chị dính dí nha không à. Mà em thắc chị mắc chị biết làm chị không biết vậy. Chị, em thắc mắc một chuyện nữa là mỗi lần chị lên mộ cậu là chị mặc đúng cái trang phục này. Cái đó mình giống như sự chia buồn. Dạ, sự chia buồn. Giống như là mình kính trọng người cõi giới không à. Dạ. Đó là cảm động. Dạ cho hỏi chị đó. Cái video của Hiền Tiên nó đi kết thúc nha cả nhà. Hiền cả nhà nhớ yêu mến kênh thì đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên tiếp tục ra những cái video mới trên kênh của Hiền Tiên nha cả nhà.